Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của Man Hero Game. Và hôm nay thì chúng ta đã có banner mới rồi các bạn. Để trước khi mà quay tướng thì mình sẽ kiểm tra coi là có một cái hoạt động nào đó không. Thì đây thì chúng ta vẫn chưa có một cái hoạt động nào xảy ra cả. Ở trong cái phần này thì sự kiện vẫn chưa up lên để chúng ta nhận con tướng SSR. Và map mới thì đã mở các bạn. Map mới đây thì bên đây thì đã mở rồi. Ê bảy sao vậy, tự nhiên vô đây chí. Rồi trong tuần này thì chúng ta cũng sẽ có một cái cửa hàng mới. Ok, rồi bây giờ sẽ tiến tới quay tướng thôi. Chà. Cái xem trước ải này thì mình làm ải này thì mình sẽ làm ở một cái video khác. Rồi hôm nay thì giờ quay tướng thôi, quay tướng trước tính sao nha. Ok, xả hết 50 vé. 50 vé tình bạn trước đã. Rồi thì cách đây thì trong cái banner Lycon đó mình là quay 85 vé và sau đó là mình quay thêm 10 vé nữa là đã có Lycon rồi. Thì lực trở về là bằng 0 và thậm chí thì trong cái 2 tuần liên tiếp này thì mình không nhận được đi quét rồng các bạn. Ít khi nào nhận được trang bị cũng như là hiệp lực chiến. Không nhận được trang bị, nhưng mà mới ngày hôm qua thì nhận được cái áo cuối đấy. Ở sự kiện trên map chứ không phải là đi rồng hay là hiệp được chiến có áo đó. Một trăm chín mươi vé các bạn. Rồi 10 vé đầu tiên là tạch rồi. Ok, được con chip. tiếp thôi. Rồi 20 vé. Lại là con chip. Có con chip chơi thì cũng được, chơi thì cũng ok, nhưng mà mình không có lady để mở cái bon attack của nó thì cũng không có làm gì được. Vé thứ 30. Con nào đây? Bảo ta ba xa một dương dân nga làm sao trong nổi sơn hà. Đời lúc cần không có, lúc không cần thì có, chơi vậy ai chơi lại, chơi vậy ai chơi lại. Trời, một cú lạc banner đi vào lòng đất. Bao giờ các bạn? Bao giờ nữa? Nghĩ mà nó cay. Quải 2 tháng đáng lẽ thì cũng được 300 vé đó các bạn. Nên là quay Bách Khả Nai, quay Sakura, quay Lincoln, quay Sakura hết là 70 vé, 80 vé, Lincoln hết là 95 vé.
giờ chỉ còn có 130 vé. Một cú banner lạc, banner đi vào lòng đất thiệt. Giờ chỉ mong là vớt được hai xác. Đồ. Không còn biết nói gì luôn á. Giỡn không vui rồi các bạn. Ok. Mình còn đến là 14 ngày để kéo vé. Ok. Nha. Nha. 14 ngày nha. Ok, một con. 14 ngày nha. À, nói gì nói trò thiên con nữa đi. Còn 60 vé. Chơi đi. Ok. Ngon. Con bị ren luôn nha. Bị ren luôn. Ok. Má hồi hộp quá. Con ra hai xác. Hai xác. Đen. Hai xác. Xả. Ê, nghĩ tới cái cảnh mà đưa từ 3 sao mà lên 6 sao là thấy cả một quãng đường.
Cái này là 2SR luôn. Còn bao nhiêu vé nữa ta? Hình như là sắp hết rồi sao? 10 vé cuối cùng. Là khi mà ra con rank thứ hai thì mình đã quay rồi 40 vé. Ok, hết vé rồi các bạn. Để mình xem coi là mình có nâng được cái con nào lên 6 sao không. Không có lên 6 sao, làm sao lấy vé? À đây thêm con nữa. lạc ra anh hùng Omega nữa. Đất. Chắc hết rồi các bạn. Lên đây là SR này 6 sao sẵn rồi. Ôi còn tới 3 con nữa mới lấy thêm được 10 vé. Rồi, ok. 190 vé. Một Bowser, một Ren, một Iron Hood. Cái lần đầu tiên mà ra Bowser đó. Thoát tuyệt. Ok, Manoro xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc các bạn ngày chơi game vui vẻ và may mắn ra được hai con tướng mới. Ok, Manoro xin chào và hẹn gặp lại các bạn.